Chào bạn, sau khi mình đã thực hiện tạo một chiếc USB để cài đặt hệ điều hành Ubuntu cho máy tính thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Ubuntu chạy song song với Windows. Đầu tiên, trên máy tính Windows, mình vào My Computer. Máy tính mình đang sử dụng một ổ SSD 120GB làm ổ chạy Win và một ổ HDD chia làm hai phân vùng để lưu trữ dữ liệu. Thì bây giờ mình muốn cài song song Ubuntu vào ổ SSD và sử dụng chung với Windows, sử dụng song song với Windows, thì mình sẽ thao tác như sau. Đầu tiên mình sẽ phải tạo một phân vùng trên ổ SSD của mình sử dụng để cài đặt hệ điều hành Ubuntu. Ở ZPC mình bấm chuột phải, mình bấm vào quản lý manager, sau đấy mình chọn vào disk management. Đấy, quản lý cái ổ đĩa sẽ thấy như sau. Hoặc trên máy tính các bạn bấm cho mình vào thanh công cụ tìm kiếm, các bạn bấm vào run, nhập cho mình là mgmt.msc, enter, cùng hiển thị ra giao diện quản lý ổ đĩa. Đây mình có hai ổ đây, disk 0 là ổ HDD 1T, disk 1 là ổ SSD. Thì mình muốn sử dụng hệ điều hành Ubuntu vào disk 1, SSD sẽ khởi động nhanh hơn. Đây, tại ổ C của mình chọn ổ C, sau đấy bấm chuột phải, mình bấm vào Swing Volume, và bây giờ mình sẽ cần 40GB để cài đặt hệ điều hành Ubuntu, có thể 30 nhé, nhưng mình muốn sử dụng 40, tối thiểu là các bạn cho mình là 25GB. Đây là mình sử dụng 40GB, mình bấm vào Shrink. Đấy, sẽ tạo ra một cái phân vùng trống cho mình 39.16GB đây. Đấy, phân vùng này mình sẽ cài Ubuntu vào. Vào ZPC thì các bạn sẽ thấy là OC bây giờ chỉ còn 72.6GB thôi. Tiếp theo mình sẽ cắm chiếc USB vào máy tính. Sau khi cắm xong, mình sẽ khởi động máy tính. Trước hết mình shut down đi. Để bây giờ vào được menu boot Ubuntu thì sẽ khởi động máy tính và sử dụng phím tắt để vào menu boot. Với máy tính mình thì mình sẽ sử dụng F12, còn máy tính bạn thì các bạn có thể tham khảo trên mạng xem cái phím tắt vào menu boot là gì. Thì mình khởi động, bấm liên tục vào F12. Cái nút bút đầu tiên sẽ là Windows thì mình không chọn, mình sẽ chọn là UEFI để chọn đến cái USB của mình ấy. Đây mình là sẽ chọn dòng thứ hai. Đây, cái menu cài Ubuntu mình chọn là thứ hai đây, mình enter. Đấy, giao diện cài đặt mình bấm vào Ubuntu. Đang khởi động. Đây là tính năng check ổ đĩa thôi. Thì các bạn có thể bấm Ctrl C để hủy cái check. Mình cứ để cho nó check thành công đi rồi mình cài đặt.
cài chết xong thì bây giờ sẽ khởi động đến giao diện cài đặt. Đấy. Tiếp theo bên này bên Welcome thì mình sẽ chọn là English. Đây thì bạn có thể bấm vào Try Ubuntu để các bạn thử dùng Ubuntu trực tiếp từ USB, nhưng bấm vào Install Ubuntu để mình cài đặt Ubuntu. Keyboard mình chọn English, mình Continue. Đến bước này sẽ có tùy chọn bình thường là cài thêm các cái phần mềm tiện ích, tool tiện ích như là trình duyệt web, Office và trình chơi nhạc, thì mình sẽ chọn bình thường. Còn nếu như bạn chọn mini mô install thì chỉ install trình duyệt web và một số cái công cụ cơ bản thôi. Tiếp theo là sẽ có tùy chọn cho các bạn là download, update trong khi cài đặt Ubuntu, và các bạn cài đặt một số cái phần mềm bên thứ ba hỗ trợ cho card màn hình và wifi, thì các bạn có thể chọn cả hai tùy chọn để cho cài đặt thêm một như là driver trên Windows đấy, thì mình chọn luôn cả hai. Khi các bạn chọn này thì sẽ cài đặt lâu hơn một chút nhé, vì sẽ tải một số phần mềm bên thứ ba về nữa. Mình bấm vào Continue. Bước này là bước khá là quan trọng. Đây. Nếu như các bạn muốn cài đặt, đây mình sẽ nói rõ hơn một chút. Chọn đầu tiên là các bạn sẽ cài song song với Windows Post Manager. Khi Win 10 hoặc Win 11 của mình đang dùng Win 11 đấy, thì nếu như nó bị hư thì Ubuntu cũng sẽ hư theo Win 10, thì không nên dùng cái tùy chọn đầu tiên. Tùy chọn thứ hai là các bạn sẽ xóa Win 10 và các bạn chỉ cài Ubuntu lên cái phần vùng Win 10 đấy thôi. Tùy chọn thứ ba là cái tùy chọn gọi là mình có thể tạo và chỉnh sửa một số cái phân vùng, mình sẽ cài đặt lên một cái phân vùng trống. Cái phân vùng trống mà mình vừa tạo trên hướng dẫn các bạn tạo trên Win 40GB đấy, sẽ tạo vào đấy, cài đặt Ubuntu vào đấy. Các bạn nhớ cho mình là lựa chọn thứ ba nhé. Đấy. Bạn chọn cho mình lựa chọn thứ ba, something else. Bấm vào continue. Đấy, ở đây sẽ có một số các cái phần vùng các bạn thấy. Các bạn sẽ không hiểu lắm, nhưng mà các bạn cứ để ý các bạn làm theo thôi. Ví dụ như đây mình có thể biết được Sockdep SDA. Đây là chính là ổ HDD của mình này. Đấy, SDA 1, SDA 2, SDB. Đây là ổ SSD của mình. Phân vùng
SDB1 EFI là Windows Boot Manager của mình. SDP2 đây là phần vùng Win của mình. Thì các bạn chọn cho mình vào Free Space là cái phần vùng trống mà mình vừa hướng dẫn các bạn tạo ra trên Win. Nhớ chọn cho mình Free Space. Tiếp theo thì chúng ta cần tạo các phân vùng Swap, Root, Home cho Ubuntu. Thì tại Free Space các bạn bấm cho mình dấu cộng. Đấy. Các bạn bấm cho mình dấu cộng thì một cái cửa sổ sẽ xuất hiện. Đầu tiên là mình sẽ tạo cái phân vùng Swap cho Ubuntu. Các bạn ở đây nhá, User S, các bạn chọn cho mình là Swap Arial. Đấy. Các bạn có thể hiểu cái phân vùng swap này ấy, là dùng để hỗ trợ RAM khi RAM không đủ, dùng cái ổ SSD của bạn hỗ trợ RAM khi RAM không đủ. Các bạn có thể hiểu cơ bản như vậy thôi. Thường cái size đây các bạn đặt cho mình là gấp đôi cái RAM các bạn đang dùng, nhưng mình đang 8GB thì mình sẽ dùng 16GB, hoặc các bạn dùng 2GB thì sử dụng là 4GB. Thì bây giờ mình đây mình điền là 8000 MB là 8GB. Thay các bạn giữ nguyên. Location for new partition các bạn giữ nguyên cho mình. Bây giờ các bạn chọn cho mình là swap arial. Đấy. Ok. Đấy, tiếp theo xong thì các bạn thấy phần vùng Free Space của mình bây giờ chỉ còn 33GB thôi. Bây giờ mình sẽ tạo phân vùng ET4 cho Ubuntu. Phần vùng root ấy, các bạn chọn cho mình đây, các bạn chọn cho mình là EXT4. Mao các bạn chọn cho mình là sọt. Các bạn ở size thì các bạn để cho mình cái phân vùng này, phân vùng root thì các bạn để hết luôn cho mình. Ok. Đấy, bây giờ các bạn chọn cho mình cái bot loader in đây, dưới đây này. Các bạn chọn cho mình là Windows Boot Manager và các bạn bấm tại cái phần vùng EXT4, các bạn bấm cho mình install. Đấy, sẽ khởi tạo hai cái phần vùng swap và EXT4. Các bạn sẽ bấm cho mình vào Continue để quá trình cài đặt bắt đầu diễn ra.
ở đây Việt Nam thì mình các bạn gọi là VI đi, sẽ hiển thị Việt Nam Time. Đấy. Continue. Tên mình cửa, tên BC mình sẽ để là Cường Ubuntu đi. Password bạn muốn mình sẽ đây, đấy là thiết lập xong. Bây giờ các bạn đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Cũng phải mất khoảng 5 đến 7 phút để cài đặt thành công. Mình đây là mình đang cài trên cái ổ SSD chung với lại Windows. Như các bạn cũng có thể cài sang một cái ổ D, nhưng mình thấy mình sẽ chọn ổ HDD để cài, thì mình cũng tạo một cái phần vùng trống chỗ ổ HDD. Sau đấy mình cài đặt như thế lên. Các bạn chú ý là làm theo video. Yêu cầu tối thiểu ổ cứng sẽ là 25GB, nhưng mình khuyên các bạn là các bạn muốn sử dụng thì các bạn phải cho nhiều hơn.
sắp xong. Này, xong thì mình sẽ bấm vào restart now. Mình bấm vào này, bây giờ yêu cầu là full pizza. Rồi, enter. Các bạn xong, các bạn sẽ rút UP, các bạn enter. Đây sẽ là giao diện, gọi là giao diện boot. Đây là Ubuntu và đây sẽ là Windows. Các bạn chọn Ubuntu hoặc là chọn Windows. Mình sẽ chọn Ubuntu. Hiện tại thì Ubuntu đang là khởi động mặc định. Còn các bạn muốn sử dụng Windows thì các bạn sẽ phải chọn cho mình vào dòng thứ 3. Nếu bạn nào muốn sử dụng Windows là mặc định thì mình sẽ có một cái hướng dẫn sau cho các bạn. Bây giờ mình sẽ vào Ubuntu để mình kiểm tra xem quá trình cài đặt đã thành công hay chưa, sử dụng được chưa. Thành công rồi. Mình nhập mật khẩu, enter. Này, connect đến một số cái tài khoản online thì mình không connect. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt thành công Ubuntu song song với hệ điều hành Windows. Đấy. Bây giờ mình sẽ restart, mình sẽ khởi động lại hệ điều hành Windows cho bạn thấy. Ở dòng thứ nhất, Ubuntu sẽ có 10 giây sẽ tự động vào Ubuntu. Mình phải nhanh tay mình bấm vào Windows. Mặc định sẽ ở lại cái màn hình chọn Ubuntu hay Windows 10 giây. Các bạn không chọn thì sẽ khởi động vào Ubuntu. Các bạn chọn xuống dòng thứ 3 sẽ khởi động vào Windows. Chúc bạn thành công. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nếu như các bạn nào muốn sử dụng Windows là mặc định, khi khởi động máy sẽ boot vào Windows chứ không phải là Ubuntu, thì mình sẽ có cái video sau.